Hả? Ăn thấy dê không? Dê đó, chỉ con dê kìa ba. Dê có sừng kìa. Chỉ con dê kìa. Hai, ba. Con nhìn dê hả Ân? Dê đang cỏ nha Ân ơi. Dê đang cỏ rồi con. Nuôi dê ha. Ok, thôi đi vô con. Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Bằng Võ. Hôm nay thì Bằng sẽ đưa các bạn về vùng quê của California. Có rất là nhiều người thắc mắc ở Mỹ có vùng quê không, có vùng nông thôn không, và vùng nông thôn của Mỹ nó như thế nào. Thì hôm nay Bằng đưa các bạn đến. Đây là cái quận Ventura. Thực ra thì cái quận này vẫn chưa phải là nông thôn chính thức của California, bởi vì cái vùng nông thôn California nó còn nhiều vùng khác. Nhưng mà cái vùng này được xem như là cái vùng gần Lido Sài Gòn nhất rồi, mà là dạng nông thôn. Thì hiện tại Bằng đang có mặt ở đây á, đây là một cái trang trại chuyên về dâu, tất cả những cái loại berry luôn, là những cái loại trái cây mọng nước các bạn. Và cái trang trại mà Bằng đang có mặt ở đây á, nó tên là Underwood Family Farm. Và cái trang trại này á, họ có rất là nhiều loại berry. Và trước cái màn hình của các bạn đây, đây chính là cái blackberry. Đây là cái trái berry, blackberry khi mà nó còn sống các bạn. Và nó bắt đầu nó chuyển sang màu đỏ. Và khi nó chín nó sẽ có màu đen như vậy. Nó mọng nước lên là nó chín rồi nè. Đó. Thì mình muốn hái trái này thì mình chỉ cần giật ra thôi là được rồi. Trái này người Việt Nam mình gọi là trái dâu tầm. Trái này ăn rất là tốt nha các bạn. Chị đau lưng. Và tháng 7 được xem như là một trong những cái tháng mà có đầy đủ các loại berry nhiều nhất luôn các bạn. Bởi vì trong cái tháng 7 này á, là mùa chính của raspberry nè, rồi blackberry nè, rồi blueberry nè, và trái strawberry luôn. Bên đây là cây blueberry. Đấy các bạn, hình như người ta hái hết trái rồi. Yeah. Và để đến cái trang trại này thì mình đi từ ở Lido Sài Gòn, mình đi theo freeway 405 North á, mình chạy khoảng 2 tiếng đồng hồ thì tới các bạn. Đây. Giật ra là được, quá đơn giản. Đây. Cho biết đây hái đi. Đây đường trái nè. Ủa cái trái có lông đó nha. Ray ơi, ra đây hái này con. Ủa mẹ bị gì vậy? Nè Ray, hái trái này đi con. Hái trái đi con, nè. Trái nó chín ấy quá rồi. Chín quá rồi con. Hái. Ừ, quá giỏi, quá giỏi. Bởi vô. Giỏi quá, vỗ tay. Cho mẹ nha. Vỗ tay. Ủa trái này chưa chín đâu con, đừng có ăn trái này nha. Ok. Cái giá để mình vô cổng các bạn là $3. Rồi mình hái bao nhiêu thì mình phải trả thêm tiền nữa. Ở đây họ tính theo từng phao, từng loại nó có cái giá khác nhau. Thì mình muốn hái bao nhiêu nữa thì tùy mình. Thì tháng 7 này có 4 loại berry. Tụi mình sẽ đi tụi mình hái hầu hết là mình thích cái trái dâu tầm hơn, bởi vì trái này rất là hiếm. Ở ngoài chợ cũng có bán, nhưng mà hầu hết thì khi mà về tới siêu thị của mình ở dưới á, là nó đã bị dập rồi, hoặc là nó quá chín, ăn nó không còn ngon nữa. Nha, còn cái này là cái trái này hái từ trên cây luôn các bạn. Blackberry. Đây. Thôi cái đó không hái được. Bức nè. Đây các bạn. Đó, hái. Bức nè, sao? Bức nè, hái đảo quá. Cái này. Nào. Cái này. Ân. Hái cái này đi con. Ôi, giỏi quá. Coi chừng sóc vô chân nữa con. Chắc cho đựng trơn á. Mưa nó trơn. Mấy trái mà về dưới chợ mình là nó đen hết ha. Nè, trái này chín rồi. U nè. Nè, trái chín luôn. Nó hái, nó biết, hái rồi. Hái đi con. Ôi, trời sao nhẹ nhàng vậy ta.
hái nhẹ nhàng vậy ta. Giỏi quá. Bỏ đi Phi, cái này dơ rồi con. Đi, thẳng lên trước, thẳng lên trước. Bây giờ tụi mình sẽ đi hái raspberry cho các bạn coi nha. Đây là vườn raspberry nha. Bây giờ Bằng sẽ đi hái raspberry cho các bạn coi. Phi ơi, ngồi dậy, ngồi dậy, ngồi dậy. Đi, ngồi bẩm, ôm bẩm. Ôm ôm bà, ôm cổ bà. Đây, đang đi sâu vô trong vườn raspberry các bạn. Vô sâu vậy mẹ? Vô sâu quá vậy? Quá trong luôn. Yeah, you're welcome. Ong nhiều quá. Ủa có cây đẹp quá mẹ. Wow, quá trời vậy. Cái này ngon. Ngon hả? Ừ, cái này ngon rất. Nhưng mà cái này màu hư lắm nha. Cái này gì ăn liền trời. Đây nè mẹ. Đây nè, trời ơi, quá trời đẹp. Trời. Đùm luôn. Đây nè. Cái trái này được có cái hậu hai cái cuốn dưới nè, nấp dưới này nè, nấp ở dưới đó. Trong nhiều lắm. Ừ. Nó chín. Ừ, con muốn xuống hả? Xuống cho nó đi. Hái con màu đỏ đó. Ừ, giỏi quá. Bỏ vô đây cho mẹ. Yeah. Giỏi quá, Free giỏi quá. Vỗ tay. Mẹ đây nữa nè, đây nữa nè, hái cho mẹ nè. Đây 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 đây. Hái. Hái nha. À. Trời con bóp bể ơi. Bây giờ Bằng sẽ đi hái blueberry các bạn. Đây là vườn blueberry nè. Ok, bây giờ Bằng sẽ đi hái blueberry. Blueberry. Này là cái cây blueberry. Cây này tiếng Việt là Việt Quốc các bạn. Đây. Đây. Cái trái này chưa có chín các bạn ơi. Trái này chưa có chín. Trái quá trời luôn mà chưa có chín. Đây, 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 đây. Cái cây này chín nè. Đấy, bỏ vô nè. Đây. Đó. Nhỏ quá. Nhỏ xíu à. Trái này không được to cho lắm. Kiếm cái nào trái to hơn xíu. Wow. Wow, 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 wow. Quá dữ, quá dữ. Đây, 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 đây. Chà, chà, chà nó đây. Quá trời luôn. Bị hư à. Quá trời. Bỏ vô. Quá trời các bạn. Đây nè. Bye.
Bây giờ tụi mình sẽ đi ra để tính tiền các bạn. Tính tiền à, ở đây mình hái xong mình phải ra mình cân ký để trả tiền. Ồ, nóng hả? Không thích hả? Không có đâu, nó quơ cái tay để mặt đó. Vô. Áo vô. Ok. Đây, ngoài tính tiền đây. Ở đây để cân.